Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, trong đó có quận Bắc Từ Liêm, huyện Thanh Oai đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Các quận huyện đã chỉ đạo rất sát sao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, triển khai từ sớm từ xa các phương án phòng chống bão số 3. Bí thư Thành ủy đặc biệt biểu dương tinh thần vào cuộc trách nhiệm, hết lòng hết sức vì dân của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng các lực lượng ứng trực phòng chống bão số 3. Lực lượng chức năng từ thành phố xuống cơ sở đã làm việc không kể ngày đêm, vượt qua mọi khó khăn kể cả nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ sự chủ động tích cực và chung sức đồng lòng của cả thành phố, nên dù bão số 3 quét qua Hà Nội với cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm qua, nhưng thành phố đã giảm thiểu được thiệt hại về các mặt. Cơn bão đến rất nhanh và rất là khủng khiếp, thì cả tối hôm qua là chúng ta đã chứng kiến một cái cuộc có thể nói là 30 năm mới có một lần. Và tôi cũng gần như là cả một cái ngày hôm qua, chiều hôm qua là cũng dùng điện thoại để kiểm tra công việc. Thứ hai nữa là cũng có cái chỉ đạo trực tiếp đối với tất cả các bí thư của các quận huyện báo cáo thường xuyên và phải đảm bảo làm sao phải thứ nhất là chủ động trong công tác lãnh đạo chỉ đạo nhưng mà sát sao để và rà soát tất cả những cái nhà nào mà có không an toàn, nguy cơ bị sập, rồi chung cư, rồi tập thể cũ, rồi đưa dân của làng trài, tất cả trong toàn thành phố và các quận thì đều thực hiện rất là nghiêm túc và các đồng chí lăn lộn suốt cả đêm, hầu hết là các quận huyện. Và sáng nay tôi đi cũng kiểm tra một vòng là cũng giống các đồng chí, thì chúng ta đã tập trung toàn tổng lực, sự quyết tâm chỉ đạo sát sao và anh em cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thế và anh em công an, quân đội, rồi điện lực, tất cả các cấp, các ngành, các đoàn thể thì dưới sự lãnh đạo của các đồng chí là đã thực hiện tương đối tốt. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu bí thư các quận huyện tiếp tục chủ động bám sát tình hình ở địa bàn cơ sở, chỉ đạo sát sao, nghiêm túc, hiệu quả các phương án phòng chống bão lũ, không chủ quan ngay cả khi bão đã đi qua, duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng xử lý các vấn đề phát sinh, tập trung hỗ trợ khắc phục hậu quả đối với những địa bàn, hộ dân bị thiệt hại nặng. Tôi đề nghị các đồng chí là chỉ đạo khẩn trương để khắc phục sau cái cơn bão này, từ cái cây đổ cho đến là đường xá rồi trường học, xem là cũng phải rà soát thật nhanh xem là bao nhiêu những cái trường học của từ các trường mẫu giáo cho đến những cái trường học ở trên địa bàn đổ tường tốc mái thì chúng ta có biện pháp để xử lý để các cháu ngày mai kia có thể vào đi học được vào năm học mới, rồi rà soát lại những người già cô đơn yếu thế, rồi những người tàn tật, xem sau cơn bão này thì những trước đã khó khăn cuộc sống rồi thì cấp ủy chính quyền địa phương các đoàn thể quan tâm để mà hỗ trợ giúp đỡ cho nhân dân. Các quận huyện rồi các cơ quan có liên quan là cố gắng để cứu những cái cây mà có thể cứu được thì trên địa bàn, các đồng chí lưu ý. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp các ngành và các lực lượng tiếp tục duy trì tinh thần vào cuộc nhiệt tình trách nhiệm, đảm bảo hiệu lực hiệu quả, vừa phòng chống bão, vừa khắc phục hậu quả nhanh chóng, an dân, giúp dân ổn định cuộc sống.